Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 29 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 3, chương 62, không phải dành cho em. Ra tới cổng, liền cảm thấy không khí hơi ngột ngạt. Đám nhạc tử dương, dương hạo nhiên đứng chặn ở cửa. Nhạc tử giang, bây giờ không có cởi xe máy, nổ ầm ầm nữa. Đại khái hắn cũng biết cho dù mình có ba cái xe một lúc cũng chẳng tạo được ấn tượng gì với đường vũ mặc dù thiếu trần sung sức chiến đấu và khí thế của nhóm này đã sụt giảm nhưng mà vẫn còn dương hạo nhiên ở đó cho nên không hề xuất hiện sự suy yếu chỉ có điều nhạc tử giang mắt thâm quần đầy tờ máu kẹp điếu thuốc dáng vẻ tiều tụy còn đâu phong độ thường ngày không biết đã bao lâu không có ngủ ngon rồi đám đồng đảng bên cạnh có vẻ quể hoại ủ rũ, hiển nhiên đã bị tâm tính của hắn làm cho ảnh hưởng. Nhạc tử giang kéo bọn họ đi uống rượu qua đêm mấy ngày liền, đã bị phụ huynh cấm túc, tình hình hơi thê thảm. Tiếc dương dịch, khi mà nhìn thấy đám người này đúng là hơi rung. Đám dương hạo nhiên vẫn là thế lực lâu năm, không có dễ đụng vào ở nhất trung. Tô sáng, coi như không có nhìn thấy bọn chúng, vẫn cứ cùng với đường vũ đi thẳng ra, nhưng định sẵn đây là chuyện không thể nào. Đường Vũ, chúng ta có thể nói chuyện một lúc không? Nhạc tử giang bước tới chắn đường tô sáng về đường Vũ, tốc độ của dòng người tan học đi qua bọn họ dần chậm lại. Tam giác quan hệ này nổi tiếng khắp trường, xem ra sắp có màn kịch tính xuất hiện. Tiết Dương Dịch đứng kiên định bên cạnh tô sáng và đường Vũ, cái bộ dạng không hề nao núng khi phải đối diện với bảy tám nam sinh cao lớn năm thứ hai. Nhưng mà ngoại trừ Dương Hạo Nhiên chú ý tới phía này, những người còn lại có vẻ chỉ làm cho hết trách nhiệm với bạn thôi, không có ý định sinh sự gì cả. Nói chuyện gì? Tô Sáng bước lên trước đường vũ, giọng lạnh nhạt, không phải ghét bỏ gì của nhạc tử giang, mà trong tiềm thức đã coi hắn là người tương lai giết hại đường vũ. Cho nên chẳng thể có bất kỳ chút thiện cảm với hắn nhạc tử giang thấy tô sáng chịu dừng lại hắn thầm thở phào nếu tô sáng cứ bỏ đi hắn có thể làm gì thuyết phục được dương hạo nhiên cùng với mình đợi đường vũ tốn không ít nước bọt rồi ở nhất trung tô sáng là một trường hợp đặc biệt y không có bối cảnh gia đình lớn làm chỗ dựa không có dòng tròn mạnh ủng hộ không có thành tích chói loại để trường học o bế nhưng mà đủ sự kiện cho thấy Tô sáng dù có một mình cũng khiến cho người ta kiên kỵ. Còn sói dù có một mình vẫn không thể xem thường. Nhạc tử giang nhìn sang hướng đường vũ khổ sở nói. Chẳng lẽ giữa chúng ta ngay cả làm bạn bè bình thường cũng không được sao? Từ sau cái sự kiện tô sáng hôn đường vũ ở lễ chào cờ, nhạc tử giang vẫn không cam tâm dứt bỏ tôn nghiêm mãnh liệt tấn công đường vũ. Mấy lần mang qua tới cửa lớp đứng đợi, nhưng mà đều bị cô từ chối. Còn nói với cả tiêu nhạc qua khiến cho nhạc tử giang bị giáo viên chủ nhiệm cảnh cáo. Qua đó tù sẵn mới biết hôm đó đường vũ nói mách mẹ không phải chỉ là nói đùa. Với tính cách của cô gái này nếu bị làm phiền rất có thể sẽ làm thế. Thái độ của đường vũ đối với nhạc tử giang còn lạnh nhạt hơn cả lúc mới quen nhau. Hoàn toàn không cho hắn cơ hội nào. Nhạc tử giang gần đây ngủ không có ngon. Tô Sáng nhìn hắn bị đường vũ từ chối một cách vô tình, khiến cho Tô Sáng hơi thương hại. Cảm giác đó chắc chắn không có dễ chịu chút nào. Đường vũ rất lý trí tỉnh táo. Nếu chỉ là một người bình thường, làm bạn không sao cả. Nhưng mà nhạc tử gian si mê mình như vậy, hai người không có thể làm bạn được. Bất kể có phải gì Tô Sáng không, đường vũ không muốn hắn có một chút ảo tưởng nào. Dứt khoát từ chối hắn là tôn trọng hắn. Đường Vũ kiên quyết lắc đầu. "Đừng có thế mà, anh hứa sẽ không có bất kỳ hành động nào như trước kia làm cho em khó xử. Thật sự bạn để cho chúng ta có thể hiểu nhau hơn được không? Hoặc anh có thể trở thành một con người như em muốn." Nhạc Tử Giang dù tướng mạo cách ăn mặc thậm chí đều rất ưu tú giống như là Dương Lục Hoành, hiện giờ hắn bất chấp tự tôn hạ mình yêu cầu làm không ít cô gái thầm yêu hắn, thấy chùa sót thai, thầm mong là Đường Vũ gật đầu cho hắn cơ hội. Mấy cô gái ở vòng ngoài không kìm được nước mắt rồi, tai ôm ngực lẩm bẩm: "Anh tội gì mà phải khổ vậy chứ?" Đường Vũ dịu dàng nhìn lại Nhạc Tử Giang, sự chân thành của người con trai này thật sự khiến cho cô cảm động rồi. Nhạc Tử Giang ưỡn thẳng lưng lên, ánh mắt của Đường Vũ khiến cho hắn có một tia hy vọng nhưng mà lại nghe cô nói Anh rất tốt, song không phải là dành cho em đâu. Câu nói này làm cho Tô Sáng chỉ muốn ôm lấy cô hôn một cái. Nhạc tử giang không kìm được nước mắt chỉ về phía Tô Sáng. Vì sao? Vì cậu ta sao? Đường Vũ không có trả lời, hết sức tự nhiên khoát tay Tô Sáng. Chúng ta đi thôi. Nhạc tử giang hoàn toàn đã mất kiểm soát, lao ra chặn đường Tô Sáng cậu muốn cái gì bất kể cậu muốn gì tôi đều đồng ý nhường cô ấy cho tôi tô sáng nhìn nhạc tử giang tựa hồ đang cuồng loạn bám lấy cọng cỏ cuối cùng đưa tay còn lại nắm lấy cái bàn tay nhỏ mát lạnh của đường vũ bám vào tay của mình bình tĩnh nói chuyện anh muốn nói đã nói xong rồi chúng tôi đi đây tô sáng và đường vũ tình tứ tay trong tay bỏ đi nhạc tử giang chết lặng một lúc rồi định đuổi theo giữ lấy Đường Vũ, nhưng đã bị Dương Hạo Nhiên ôm chặt ngăn cản. Bỏ đi, bỏ đi, chỉ là một đứa con gái thôi mà. Khi mà đứng trên bến xe đợi xe buýt đến, Tiết Dương Dịch hào hứng màn kinh điển hôm nay ngày mai sẽ tạo thành một hiệu ứng lớn thế nào. Xe đi tới, Đường Vũ quay sang cười ngọt liệm với Tiết Dương Dịch. Xe tới rồi, chúng ta đi thôi. Ừ, đi thôi. Tiết Dương Dịch ngẩn ngơ vì cái nụ cười của đường vũ chẳng có hề suy nghĩ gì cứ thế bước lên xe đến khi mà cửa xe đóng lại chuyển bánh nhìn qua gương thấy tô sáng về đường vũ đứng bên dưới giãy tay với mình cười tươi rói tiếc dương dịch mới sực tỉnh nhìn lại số xe đây đây đâu phải là xe số 8 về khu tập thể công ty công trình số 4 của bọn họ ôi trời tức tối thò đầu ra ngoài cửa sổ gào lên nè cái đồ gian phu dâm phú bọn mày nhớ mặt tao nha nghe thấy cái gì không tô sáng giờ đặt tay lên tay để mà làm bộ nghe ngóng không có đường vũ rất biết phối hợp cười khinh khích tô sáng và đường vũ lên chuyến xe khác rồi xuống xe ở bến gần nhà của đường vũ giống như tất cả các đôi tình nhân khác cùng nhau tới chợ mua nguyên liệu nấu ăn đường vũ gần như là mù tịch giá cả Tô sáng chẳng khá hơn, song dù biết bị mua đắt, tâm trạng cả hai rất tốt. Rời chợ đi về, chào ông già trong cửa ở khu tập thể Cục Tư Pháp tới nhà của đường vũ. Tô sáng đeo tập về, rửa rau, dùng thủ pháp qua lệ xào rau. Hương thơm ngào ngạt, hiển nhiên đã lâu lắm rồi, đường vũ không quan món bình thường ở nhà, cái mũi nhỏ hít hít, trông rất là đáng yêu. Đường vũ nấu cơm cũng rất tốt, không cần nồi cơm điện vẫn vừa dặn chính tới. Thức ăn bê lên bàn gấp món ăn đầu tiên, mắt của cô đỏ que. Thật sự, nha đầu tội nghiệp, đã bao lâu rồi không có một bữa cơm bình thường. Chai rượu vang hôm đó chưa có uống hết lại lấy ra. Đôi tiểu tình nhân còn chạm ly y như là thật, đơn giản vô cùng ấm áp. Ăn cơm xong, cả hai cùng rửa bát. Tù sáng, sách cặp quyến luyến ra cửa, quay lại dãy tài tạm biệt đường Vũ, tiễn cho tới tận cầu thang. Gần đây cửa hiệu rất bận rộn, cha thường xuyên ra ngoài xã giao, Tô Sáng cũng nói là ăn cơm với chúng bạn, cha mẹ không có nghi ngờ. Cho y không gian riêng thích hợp, nhưng mà tối phải về nhà. Mỗi ngày Tô Sáng cùng với Đường Vũ cùng nhau đi học, tan học làm cơm, say mê trong thế giới của hai người. Cả quan hệ lẫn thành tích của cả hai đều tăng dọt. Cuộc sống cứ như vậy hạnh phúc trôi qua. Hai người không có ai nói về chuyện đêm hôm đó, cũng không có nói tới tương lai, đều cẩn thận bảo vệ thời gian quý giá, có thể không còn lại bao nhiêu ngày. Quyển 3, chương 63, mua vui được dài trống canh. Hiện giờ Internet đã giữ được tốc độ phát triển khá nhanh, 5 năm rồi. Trong 5 năm này, sự cuồng nhiệt theo đuổi và ảo tưởng quá lớn vào tương lai thế giới số cho nên hành vi đầu cơ sinh ra cái lượng bong bóng lớn. Năm 1999 là thời đại kinh tế Internet đốt tiền một cách điên cuồng. Rất nhiều người thương hiệu Internet có tiếng gom tiền đốt tiền. Cử thế tuần hoàng đủ các loại sản phẩm Internet thành hàng hot. Cuối cùng nền kinh tế thất bại thảm hại. Tô sáng chẳng có muốn chủ đạo Internet thời đại này. Y có chuyện cấp thiết hơn phải làm một bài viết đó là đêm đó vàng anh không hót nữa thông qua cái trang mạng của Sina, Suhu, Yahoo, thậm chí là của Thủy Mộc Thanh Hoa. Những diễn đàn đông đảo netizen trong nước lúc đó phát bố ra. Bài văn này được một người ẩn danh lấy bút danh là Firm Future. Qua cái ngày đầu tiên, trên mạng rất bình yên, bài bình luận này không có gây nên tiếng vàng quá lớn, ngược lại có rất nhiều người đánh từ vô nghĩa úp cho chủ thất xong đã có người chú ý tới rồi ngày thứ hai bài viết được hết tán đi rất nhiều người công khai thảo luận các loại tình huống chỉ ra trong đó bình luận từ 20 bài dọt đến 300 bài nhưng mà đại bộ phận bình luận xấu cho rằng FOF tới từ tương lai chỉ là một loại cố làm ra vẻ cao thầm loè biệp thiên hạ thôi căn bản không có hiểu tính chất cuộc chiến này NATO xuất phát điểm là diện trợ nhân đạo và cứu giãn nguy cơ nhân đạo. NATO can dự vào Kosovo là có lý do chính nghĩa, đã kích một vài mục tiêu quân sự thuộc bộ máy chiến tranh của Liên minh Nam Tư thôi. Về phần bài viết, nói NATO bỏ qua lời hứa giải quyết chiến đấu trong một tuần, bắt đầu tìm biện pháp cực đoan chỉ là lời nói phiến diện một phía. Chính quyền Nam Tư không hề có dấu hiệu đầu hàng, còn hành động quanh tạc ngày càng thăng cấp. Đoạn văn này khiến cho một netizen Hồng Cự Tinh là nghiên cứu sinh Bắc Đại trực tiếp phản bác. Đây hoàn toàn nói năng bố láo cả, biện pháp bàn môn tà đạo như là tấn công đại sứ quán nước ta, điên rồ, ngu xuẩn, ấu trĩ, không đáng thảo luận tiếp. Một học sinh của Thanh Hoa cũng phụ họa lời lẽ quyển chuyển hơn. Sứ quán là lãnh thổ thần thánh, đại biểu cho chủ quyền quốc gia quy định tại công ước quốc tế là bất khả xâm phạm. Tôi nghĩ bất kỳ quốc gia nào cũng biết sứ quán đã bị tập kích gây ra hậu quả gì. NATO dù có tăng cường không kích Nam Tư dữ dội tới mấy cũng biết là cái dùng cấm ở chỗ nào nên đưa ra ý kiến này là trò cười thôi. Chính tác giả làm hỏng hết ý nghĩa bài viết của mình. Mặc dù đa phần ý kiến phản đối song chủ đề này thành cuộc luận chiến giữa các trường học nổi tiếng toàn quốc. Còn về phần thảo luận trong các cái quần thể nhỏ hơn không cần nhắc tới. Chuyện này có người đem đi hỏi chuyên gia cho đăng đánh giá chuyên gia lên mạng. Bài bình luận này đúng là có trình độ, phân tích thế cục hiện nay rất sâu sát, nhưng đưa ra kết luận thì hải hùng, có hiềm nghi, cố gây chú ý. Không có bài trừ, đây là tác phẩm của giới chuyên môn, chẳng qua muốn nâng cao sự chú ý lượng tiêu thụ thôi, cho nên kết luận thực tế hơn. Cuối cùng, tôi hy vọng người bạn trên mạng này thật sự giống như cái tên đến từ tương lai. Như thế, tôi có thể biết cổ phiếu ngày mai tăng hay là giảm rồi. Báo thanh niên Trung Quốc cho đăng cái bài viết gây bàn tán xôn xao trên mạng, lại gây ra một phen đưa ra luận điệu, hiện giờ truyền thông trong nước đã nới lỏng hơn, tiếp nhận nhiều tiếng nói hơn. Trên làm, dưới học theo, Thời báo của Hà Hải cũng chuyển tải cái bài viết này, tức thì lan sóng lan truyền tới thành phố nhỏ Bình Yên. Rất nhanh, trong nhất trung có học sinh mang tới trường. Đêm đó, quả mi không có hót nữa, cái tên thật là có ý thơ nha, FOF -F, là ai vậy ta? Lý Lộ Mai, tay cầm kẹo mút, tay thì lật xem bài viết đang được bàn tán. Cô chỉ hỏi bằng quờ vì cái tiêu đề bắt mắt thôi, nội dung bài viết còn chưa có đọc. Trong không khí học tập của nhất trung có tiểu thuyết hay, có bài văn hay, truyền tai nhau đọc không có gì lạ. Không chỉ có một số tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung, Cổ Long hay là manga là được lưu truyền như ở nơi khác, tất nhiên cái độ hot chỉ trong nhóm nhỏ nào đó quan tâm thôi. Đây được bình là một bài văn có sắc thái hí kịch nhất năm nay. FOF là một nhân vật hiện được trên mạng đang thảo luận nhiệt liệt nhất lớp phó Dương Học Bình hào hứng giải thích. Cái tờ báo hắn mang tới lớp được mọi người truyền tay nhau đọc, làm cho tinh thần của hắn rất tốt. Có người nói anh ta là phóng viên ở Nam Tư, phát biểu ý kiến của mình ở truyền thông trong nước. Có người nói đây là một chuyên gia sự vụ quốc tế, viết bài chỉ được nổi tiếng. Có mấy tên điên, buồn chán, giàu nói người này tới từ tương lai thật. Một nam sinh thích chú ý tới thời sự Chẳng mấy khi thấy trong lớp có chủ đề thời sự mình quan tâm được đưa ra thảo luận cho nên mới góp lời. Tiếc dương dịch mà vào quán nét cũng chỉ có thể chơi game thôi. Thế nên hiếm khi không có lên tiếng trong cái chủ đề bàn luận. Bài viết này truyền tới nhất trung thật sự nằm ngoài dữ liệu của Tô Sáng. Đời sau mạng Internet rộng lớn hơn cả trăm lần. Các loại thông tin bùng nổ, loại bình luận thế này đời sau đăng lên bị nhấn chìm trong vô vàng chủ đề hàng ngày. Còn niên đại hiện giờ, netizen khá đơn thuần, chủ đề bàn luận nghiêm túc hơn. Lý lộ mai, miệng ngậm kẹo, đầu gật gù. Mình thấy bài viết này rất hay, nhất là đoạn nếu NATO ném bom nhầm vào đại sứ quán của nước ta, thế nào cũng tạo thành đã kích trí mạng cho năm tư. Dương học binh và mấy nam sinh cười hô hố đúng là suy nghĩ con gái không biết gì về thời sự cũng bình luận chả trách trên mạng vẫn có người ủng hộ cái tên FOF này nói linh tinh có biết tấn công đại sứ quán là hành vi gì không không sợ khiến cho quốc gia khác cuốn vào dòng chiến càng khó xuống thang sao mẫu tiểu thì cũng tham dự vào nghe nói chủ biên báo thanh niên đánh giá là mua vui được dài trống canh đó quyển bà chương 64 Tô Sáng có quan điểm khác. Đám nữ sinh vốn không có hứng thú với mấy chủ đề này, xong đã bị một câu đúng là suy nghĩ con gái không biết gì về thời sự, đã chọc giận rồi, cũng dành nhau xem báo để mà kiếm lý do phản bác. Đương nhiên, trong cái trận chiến không phải là sở trường này, đám lý lộ mai lép dế hoàn toàn. Trần Linh Sang vì hỗ trợ cho bản thân đã bị cuốn vào cuộc chiến, xong không có cứu giãn nổi tình hình, đang tranh luận chợt lý lộ mai quay sang hỏi tu sáng, tu sáng bạn đọc bài viết này chưa, đánh giá thế nào? mọi người nhìn sang tu sáng, không chỉ thành tích liên tục tiến bộ, tu sáng không có số ý kiến độc lập trên lớp, thậm chí tiêu nhật qua cứ giảng bài tới cái đoạn hứng thú là gọi tu sáng phát biểu ý kiến, sau đó mới cười hiếp cô mắt, gật gù bảo y ngồi xuống, thiên vị tới mức trắng trợn luôn nhưng mà không thể phủ nhận tô sáng thường ngày ít nói nhưng mà ngữ văn sở trường quy phân tích phản biện vấn đề trong lớp không có ai bằng cả đám dương học binh trong đợi kéo được tô sáng tham gia chủ đề này giá trị thảo luận hơn hẳn cãi nhau với đám con gái đuối lý lại còn ngang như cua nhưng mà tô sáng không có muốn dây dưa ở vấn đề này chỉ cười nói không mình ủng hộ fof đề tài rất là hợp thời điểm đó. Nói thừa, mình không ủng hộ mình á, khác nào tự tác mình chứ. Nó bây giờ chẳng có hy vọng được gì đâu. Tiếc dương dịch, chưa quên mối thù đã bị đường vũ lừa, mỉa mai. Không ít người phì cười, hiểu hắn ám chỉ cái gì. Tô sáng về đường vũ, hiện trong lớp đã công khai tình tứ với nhau. Từ tới trường cho tới tan học, lúc nào cũng có đôi có cặp. Lý lộ mai hư một tiếng quay đi giáo viên dạy môn chính trị là ông giáo hơn 40 tuổi, nhưng mà đầu đã hói, tên là Cung Phúc Lập, bị học sinh đặt cho biệt danh Người Gấu Mèo, không có thiện cảm với ông ta, vì ông ta hay lợi dụng tiết cuối giữ học sinh ở lại học rất muộn. Người hận ông ta nhất, không ai hơn chính là Tiết Dương Dịch. Có lần đã bị phạt tới 8 giờ tối, mò mẫm sân trường tối om, vắng vẻ, về nhà ăn cơm nguội, lần ăn đòn chua sót dù kể chắc là do học sinh nguyền rủa nhiều cho nên cùng phúc lộc chưa có già đã có bộ dạng hôm hem khi mà giảng bài lúc nào cái bộ dạng học giả âm hiểm mắng người không cần một câu thô tục nhưng mà làm cho học sinh nín thình thích thêm vào tuyệt chiêu giữ lại ôn bài khiến cho nhất trung không ai không kiên kỵ hôm nay cùng phúc lộc giảng nửa tiết đã xong bài tiến độ học tập của nhất trung nhanh hơn rất nhiều so với trường khác tuy nhất trung bình thường cho nghĩ nhiều nhưng mà thời gian này để cho học sinh tự học môn chính trị là môn yêu cầu của học sinh đọc thuộc lòng là chính giới học sinh nhất trung chỉ cần dạy qua là đủ rồi kiến thức trong sách chỉ ứng phó với thi cử không có ý nghĩa nhiều cung phúc lộc thích giảng giải chuyện thời sự đọc sách giáo khoa không có bằng tổ chức thảo luận vấn đề xã hội biến đổi từng ngày làm cho người ta dễ lý giải hơn cho nên ông ta cứ giảng bài nửa tiết, nửa tiết để mà thảo luận. Giờ còn một ít thời gian, chúng ta thảo luận chút chuyện xảy ra trong nước gần đây đi. Cùng Phúc Lộc nói xong đặt sách xuống. Ông ta cũng không phải chỉ là có tính khó ưa mà cần phải thoát khỏi cái nội dung sách vở. Nghe ông ta giảng giải giả sử, nói kháy chính sách trong nước rất là thú vị. Có điều ông ta giảng chính trị có tính cưỡng ép, luôn đem tư tưởng của mình áp đặt cho học sinh. Ai mà có ý kiến phản đối là hết tiếc tới phòng ông ta học, không cần biết học sinh đó thân phận ra sao, thành tích thế nào. Thưa thầy, hôm nay thầy giảng cái chuyện NATO không kích Nam Tư có được không? Rất bất ngờ, cung Phúc Lộc chưa có bắt đầu, Lý Lộ Mai giơ tay phát biểu. Dục vọng thắng bại của cô gái này không phải là chuyện đùa. Cung Phúc Lộc tưởng mình nghe nhầm, thường ngày hào hứng tham gia thảo luận nhất chỉ có năm bảy học sinh trong nhóm của Dương Học Bình. Nếu kể chuyện giả sử còn khá, nếu nói chuyện chính trị thời sự, y như rằng nửa lớp trong trạng thái ngủ gật. Hôm nay một nữ sinh muốn nghe cái chuyện thời sự quốc tế, đúng là mới mẻ. Không chỉ có đám Dương Học Bình, không ít học sinh nam nữ khác cũng hưởng ứng. Chẳng cần biết nguyên nhân, chuyện này gãi đúng cái chỗ ngứa của cùng Phúc Lộc, hắn giọng nói vậy chúng ta nói chủ đề nato quanh kích nam tư hiện bây giờ cái vấn đề kosovo nato đã rơi vào thế cưỡi hổ rồi không có ép được nam tư đầu hàng chi phí quân sự khổng lồ cùng với thương vong khiến cho bọn họ đối diện giáp lực nội bộ cực lớn không có muốn thừa nhận chiến tranh thất bại các em nghĩ nato sẽ dùng cách nào để mà đạt được mục đích ví dụ như thả bom nhầm vào đại sứ quán của nước ta thì sao vẫn là Lý Lộ Mai mạnh dạn phát biểu. À, thì ra là các em cũng đã đọc bài viết đó sao? Cảm giác có người cùng chia sẻ, cùng một mối quan tâm rất thoải mái. Cung Phúc Lộc đưa tay ra hiệu đám dương học binh đang nhào nhào phản đối im lặng. Gần đây ông ta cũng có lên mạng tham gia cuộc thảo luận về chủ đề này. Thầy tán đồng quan điểm của NATO có khả năng tấn công vào mục tiêu quốc kế dân sinh đã kích tinh thần của người dân nam tư rất nhiều học sinh ngơ ngác thấy cả trần linh sang cũng chú ý lắng nghe chủ đề này đường vũ không có tính vì cô lớp trưởng gương mẫu này dù đây là đề tài rung ngủ đến mấy cũng mở to con mắt chăm chú lắng nghe với đôi mắt sáng ngời liền hỏi bạn bè xung quanh cái bài báo có liên quan nhưng mà kết luận cuối cùng thì quá quan đường các em không có biết quy lực đạn đạo chính xác cái thời chiến tranh dùng vịnh đâu đó là cuộc chiến thay đổi quan niệm chiến tranh toàn thế giới nếu nato dùng bắn nhầm tấn công đại sứ quán của nước ta thì bất kỳ lý do gì cũng không có giải thích được nato không có dùng cách mâu thuẫn này hơn nữa vấn đề kosovo gây ra một thảm sát chủng tộc là hành vi vô nhân tính nato can dự quân sự là chính xác được cộng đồng thế giới ủng hộ không có lý do gì dùng hành động cực đoan này làm mất chính nghĩa của mình. Tù sáng chẳng phiền lòng vì ý kiến của mình đã bị phản bác. Vì trên mạng y đọc quá nhiều cái bài viết cùng quan điểm, bài viết của y khiến cho người ta tin tưởng mới là vấn đề. Thế nên tù sáng bắt đầu lấy bài tập môn khác ra, tranh thủ hoàn thành trước khi tan học. Này, tù sáng có tìm hiểu vấn đề này không? Trần Đinh Sang đột nhiên quay sang hỏi đường vũ hả đường vũ hơi lúng túng trần linh sang hỏi cô về tô sáng trước kia quan hệ của bọn họ thiếu tự nhiên từ lúc mà cô và tô sáng công khai gần như trần linh sang không coi cô tồn tại nữa ít ra đây là một dấu hiệu tốt lúc họ ăn trưa với nhau cô có thấy tô sáng xem thời sự trần linh sang giơ tay thầy cung lời của thầy không đúng rồi tô sáng có ý kiến khác đó không những là tô sáng sững người nhiều học sinh khác cũng thế trần linh sang làm thế chẳng phải là đẩy tô sáng vào hố lửa sao tô sáng không có hiểu chuyện gì bởi vì cả đường vũ lẫn trần linh sang đều quay lại trừng mắt uy hiếp đại khái không có cho phép y đối phó qua loa cùng phúc lộc ồ lên một tiếng nheo mắt lại tô sáng thì ra em cũng đồng ý với loại đồn bậy bạ trên mạng sao tôi đâu phải là lần đầu dạy các em phải dùng cái quan điểm biện chứng nhìn nhận vấn đề chứ tiếc dương dịch chọc tô sáng mày á đi trêu chọc trần linh sang hả cái thằng khùng tô sáng cười khổ quan hệ giữa hắn và trần linh sang tới tận bây giờ có hơi cứng không biết trần linh sang nghĩ gì nhưng mà đây là tín hiệu hòa giải mình phải làm hết sức kể cả bị phạt cũng đáng có điều nha đầu đường vũ sao cũng tham dự vào giấy mình mà bị phạt nhất định đổ ý kiến của mình cho đường vũ bắt nhà đầu này ở lại bồi tiếp. Đường Vũ nhìn lại, ánh mắt mong đợi kia rõ ràng, cũng muốn nghe ngôn luận khác biệt của Tô Sáng, mặt ánh lên vài phần kiêu ngạo. Quyển 3, chương 65, cô bé năm xưa. Dù sao, mình mở đầu cái đề tài này, nguyên nhân sâu xa chính là Đường Vũ. Tô Sáng đứng lên, mắt hướng về cung phúc lộc đáp. Thưa thầy, chiến tranh là một hành vi vô nhân tính dã dạ man. Vì thế có chuyện vượt ngoài nhân tính không có gì lạ. Trước tiên nói tới chính trị, lấy quan hệ quốc gia và quốc gia để cân nhắc giao tình. Nhưng ở thế giới hòa bình và rung chuyển cùng tồn tại này, bắt đầu lấy những cái quốc gia thuộc một khối, một khu vực, một cộng đồng tiến hành cân nhắc tiếp tục gia chạm phức tạp. Một hạt tâm của tập đoàn muốn tiến hành hành động phù hợp lợi ích của bản thân cần của lý do đường hoàng để thế lực phản đối tiêu dòng có được nhiều cái tiếng nói tán đồng hơn. Lý do đường hoàng này chính là bề ngoài cho hành vi hợp với lẽ thường. Mục đích cuối cùng chỉ là phục vụ cho mục đích bản thân thôi. Quan điểm rất sắc bén đó. Có người bình phẩm. Dương học binh suyệt một tiếng ra hiệu im lặng rồi giỗng tay lên nghe. Trong lớp đều im lặng, song thực ra ngoài chú ý bản thân vấn đề rất ít quan tâm nhất vẫn là tô sáng tranh luận với người gấu mèo ai sẽ thắng theo em thấy nam tư là một tập đoàn lợi ích có điều nó khá nhỏ nato thì do mỹ cầm đầu là một tập đoàn lợi ích khác song cao to lực lưỡng quyền lực hùng hậu bọn họ đứng trên cùng một miếng bánh là một tập đoàn lợi ích nói gì tới đội quân chính nghĩa khôi phục lý tưởng nhân loại khi mà bọn họ cùng đường dở những cái trò bàn môn tả đạo cũng là bình thường thôi. Tù Sáng thấy sắc mặt cung phúc lộc ngày càng khó coi. Biết còn nói tiếp nữa, tối nay sẽ bị ông ta cho đi nuôi mũi là cái chắc, mới dội kết thúc. Nếu mỗi cá nhân đi đánh trận vì niềm tin chính nghĩa của mình, thì thế giới này không còn chiến tranh nữa rồi. Đám lý lộ mai nếu không có sợ kích thích cung phúc lộc thì đã vỗ tay rồi. Hất hàm nhìn cái đám dương học binh tỏ ra hả hề lắm. Đường Vũ lặng lẽ nhìn Tô Sáng. Cô có một loại cảm giác như thấy được tương lai của Tô Sáng, một tương lai rất xa. Tô Sáng đứng trên đỉnh cao của kim tự tháp, song cô gái bên cạnh nắm tay y lại không phải là mình. Chuông hết giờ vang lên, đám học sinh nhanh chóng thu dọn sách vở, bàn ghế vang lên tiếng xê dịch. Lầu trên lầu dưới đều vang lên cái tiếng rầm rầm điển hình lúc tan học. Ở điểm này, Nhất Trung y hệt với các trường khác, giống như một đám thú sổ lòng. Trần Linh Sang không có đi ngay, đợi tô sáng cùng với đường vũ nói. Thứ bảy này có một buổi tụ hội. Cụ thể mà nói là sinh nhật của mình, cả hai nhất định phải tới nhà, không cần mang quà gì đâu. Khi mà nói những lời này, vẻ mặt của Trần Linh Sang rất tươi vui, chỉ có điều cô không có nhìn tô sáng, từ đầu tới cuối chỉ nhìn đường vũ thôi. Thứ bảy sao? Đường vũ hơi ngần ngừ, sau đó mới nhìn tô sáng một cái rồi gật đầu. Ờ, à, quyết định vậy nha, hôm đó sẽ làm cho người ta mong đợi lắm đó. Trần Linh Sang môi cong lên cười nhẹ, sách cặp lên rồi nói với tô sáng. À phải rồi, những lời mà bạn vừa nói thú vị lắm, nhưng mà mình ủng hộ thầy cung, đừng có cho lộ mai biết nha tu sáng vòng tay sau gáy dặn mình thoải mái cùng đường vũ đi trên con đường nhỏ trong trường gió nhẹ nhẹ không khí tươi mát làm cho người ta có cảm giác nhàn nhã muốn đi mãi bạn cũng thấy những cái lời mình nói không hợp lý sao tu sáng hỏi mình càng chú ý sự tự tin khi bạn nói còn nói cái gì không quan trọng đường vũ hơi đỏ mặt khi mà chỉ còn hai người cô không ngần ngại tỏ tình cảm của mình. Tô Sáng bật cười. Bạn biết loại niềm tin vô điều kiện này á làm cho mình nghĩ tới câu gì không? Câu gì? Phù sướng phụ tùy. Tô Sáng đã dự đoán trước rồi, nắm lấy bàn tay của đường vũ, định dơ lên đánh mình. Cảm giác Tô Sáng không chỉ muốn nắm tay của mình, đường vũ mặc như có lửa đốt, cố gắng rút tay lại kẻ nói. Đừng có làm thế. Trường học yên tĩnh đường nhỏ rợp ánh chiều tà. Ở nơi gọi trời, trời chẳng đáp, gọi đất, đất chẳng thừa. Có một cô gái yếu ớt nói, đừng làm thế, loại âm thanh này có sức sát thương, xuyên thấu tim phổi. Chúng ta về nhà thôi. Tim đập dữ dội, tu sáng không có đợi được, muốn về nhà của đường vũ, làm chút chuyện gì đó. Đường vũ mặt đỏ tía tai, lườm y một cái. Đồ háo sắc. Tu sáng cực kỳ khoan khoái, nắm tay của đường vũ kéo đi. Đường vũ dùng dậy một lúc không rụt tay lại được, cuối cùng thỏa hiệp để cho tô sáng nắm. Ánh mắt chăm chú nhìn tô sáng, tựa hồ muốn nhớ thật kỹ người con trai này. Ngày tháng được cùng sống dài, đi bên nhau thế này còn được tiếp tục bao lâu nữa đây? Có lẽ không có còn bao lâu nữa. Ngoài cổng trường có một chiếc xe màu đen. Đứng ngoài xe là một phụ nữ trung niên mặc âu phục nữ Ngoài có thêm chiếc áo khoác đen dài, khí chất ung dung, nhìn thoáng qua có bảy phần giống đường vũ. Hàng mi dài hơi xết lên, mang một vẻ thành thục nghiêm nghị. Ánh mắt dừng ở bàn tay nắm chặt lấy nhau của Tô Sáng và đường vũ. Đường vũ cựng lại, buông tay của Tô Sáng ra, tích tắc Tô Sáng hiểu được thân phận của người phụ nữ này. Chà, Lâm Tiểu Mũi, sao mà gần đây anh thấy không bình thường? tu sáng cứ thường xuyên chạy tới nhà của chúng ta lên mạng em cũng không có đi chơi với bọn anh có phải hai đứa đang lén lút hẹn hò sau lưng của bọn anh không dương quy quy vừa đi vào nhà nhớ ra gần đây tình hình có gì đó khác lạ quay sang nhìn lâm lạc nhiên ảnh mắt nhìn khuôn mặt đẹp tuyệt trần mang một chút buồn xa xăm Tới chiếc cổ thon dài ưu nhã lộ ra ngoài cái chiếc áo len hồng đào tim hắn thoáng đập nhanh. Nãy giờ cúi đầu, nghĩ tới cảnh tan học, đã nhìn thấy tô sáng về đường vũ, tay nắm tay, ngọt ngào hạnh phúc, như đôi chim non. Mình đi qua cũng không có hề biết nữa. Lâm lạc nhiên muốn xua đi cái hình ảnh đó, nhưng mà không sao xua được. Giờ nghe Dương Quy Quy nói thế, hơi giật mình, phản ứng một cái, giọng rít lên. Còn dám nói linh tinh, có tin em đá anh chết không? Không phải sao, mấy tuần qua, thứ bảy nào cậu ta cũng tới, muốn cùng cậu giao lưu vào dài dáng Starat, dẫm đạp cậu ta dưới chân, nhưng mà cậu ta lúc nào cũng lấy cớ giết lách cái gì đó. Lạ nhất là em cũng tự dưng thích ở nhà xem phim, từ khi nào bộ ba của chúng ta không cùng xuất quân nữa rồi. Dương Quy Quy tỏ ý hoài nghi. Lâm Trú Vũ thắc mắc cái vụ này lâu rồi. Nè, anh cũng đang thấy lạ nha. Tô Sáng không có để ý bọn anh khiêu khích mỉa mai. Gần đây từ quán nét tụ lòng tới khoa bác đã bị anh và Quy Quy đánh tàn tác luôn. Hiện giờ có ai chưa biết tới tiếng tâm tổ sát thần của bọn anh chứ? Có phải em nhắn tin cho Tô Sáng cho nên cái tên này không có dám đấu với bọn anh? Anh thoải mái phùng rắm đi. Một tháng chẳng lẽ em không có được vài ngày không thoải mái sao? Còn nữa em ở nhà xem tivi ai quan tâm tới cậu ta làm gì. Vậy vì sao mà tuần trước, sau khi tô sáng đi, trong thư phòng lại có góc cà phê? Dương quy quy thấy Lâm Đặc Nhiên nheo con mắt nhìn mình đầy nguy hiểm giải thích. Không phải là anh theo dõi đâu, thiếm trương dọn dẹp cho nên anh thấy đó. Lâm Trú Vũ không có biết chuyện này, ngờ ngợ nhìn em gái. Hắn tuy là đôi lúc, thần kinh hơi thô, song chẳng có ngốc tù sáng tới nhà của họ rất quy củ, không có khả năng tự đi pha cà phê mà uống, mà càng không có thể biết là cà phê ở đâu. Cậu ấy đi rồi, em vào chơi game, sau đó uống cà phê. Sao? Phải báo cáo cho hai người sao? Lâm lạc nhiên, mặt hùng hổ, có điều bên trong hơi chột dạ. Giữa hai đứa không có chuyện gì thật sao? Không thèm nói với hai người nữa. Lâm lạc nhiên, hầm hầm bước đi, để cho mấy trung niên nam nữ vốn định chào bọn họ phải dừng lại. Lâm Trú Vũ nhìn theo bóng lưng của Lâm Lạc Nhiên, mắt nheo lại thành một khe hẹp. Trong đó lóe ra một thứ ánh sáng chưa bao giờ thể hiện trên cái bộ mặt béo béo ngồ ngố quảng. Sau đó nói với Dương Quy Quy, nó và tô sáng hẳn là không có chuyện gì đâu. Dương Quy Quy trầm mặt hơn rất nhiều lắc đầu. Ai mà biết được chứ? Quyển ba, chương 66 cô bé năm xưa. Dương Quy Quy ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt bâng khuâng. Hắn làm sai một việc cho tới giờ vẫn còn ân hận. Khi mà còn nhỏ, có một cô bé luôn chạy theo sau hắn, kéo giặt áo của hắn. Sau đó nhảy từng từng kêu: Anh Quy Quy chơi với em đi. Hắn phải bài đủ trò mới thoát thân được. Lớn lên một chút hắn rất ghét cô bé mũi thò lò cứ bám lấy mình như là cái đuôi vậy đôi khi chơi mấy trò con trai cũng không có thể thoải mái được thường xuyên cô bé khóc tấm tức lau nước mắt bỏ đi nói em không có thèm chơi với anh nữa đâu nhưng mà dù hắn có làm cô bé khóc bao lần hôm sau cô bé vẫn cứ bám theo hắn rồi bọn họ mới cùng nhau lớn lên cô bé mà hắn thường xuyên bỏ quên chẳng biết từ lúc nào đã lớn phỏng phao thành một thiếu nữ xinh đẹp, thanh lệ, dược xa bạn cùng lứa. Hắn cũng tới tuổi để ý bạn khác giới, song lại thường không để ý tới ánh mắt của cô bé, luôn chăm chú nhìn mình. Rồi hắn có mối tình đầu, một cô gái cũng lớn lên cùng dáng từ nhỏ, hơn hắn 2 tuổi. Hắn đã thầm yêu chị Diệp, tham gia vào cái hàng ngũ dài xếp hàng, theo đuổi chị Diệp. Tới một ngày, chị Diệp mời hắn ngồi chung xe, hắn mừng như điên dứt bỏ lại lâm đặc nhiên đứng ở phía đầu kia đường thời khắc đó hắn quay lại nhìn cô bé ngày nào yêu kiều đứng đó với giọt nước mắt chảy dài trên má tạo thành một bức tranh màu xám làm cho tim hắn bị bóp chặt nhưng mà cuối cùng hắn không có đẩy cửa xe đi xuống mà cùng với chị diệp ra bờ biển tụ hội vì ngày mai chị diệp đã ra nước ngoài rồi thế rồi cô bé luôn bám lấy hắn không có còn bám dính lấy hắn nữa. Thì lại lúc là hắn phát hiện mình đã thay đổi rồi. Khi bọn họ cùng nhau chơi bời nghịch ngợm đủ kiểu, xung quanh tràn ngập cái tiếng cười nói ồn ào, thì thi thoảng chỉ có lúc tiếng cười như là tiếng chuông ngân của cô bé gian lên mới lọt vào tai quán. Mỗi lần tiếp xúc với ánh mắt cô bé đó, hắn thấy sự vắng lặng, một tư tưởng độc lập cách biệt. Bọn họ rời đại diện đến một thành phố nhỏ yên tĩnh này không ngờ nhiều nguyên nhân lựa chọn dừng chân còn giờ đây sợi dây diều mình đã nắm giữ mà bản thân chưa bao giờ ý thức được nếu một ngày sợi dây bị đứt để cho con diều xinh đẹp bay đi mất mình có bất chấp mọi thủ đoạn để mà giữ lấy sợi dây không hay là mặt nó bay đi dù hắn không níu giữ có giữ nổi không hắn biết cô bé đó độc lập đặc biệt thế nào rồi cô bé đó coi hắn là anh em coi hắn như là bạn bè thân thiết có thể làm đồng bọn kề dai tác chiến song đó không phải là thứ tình cảm hắn cần nữa chỉ cần nhìn thường ngày cô bé thoải mái ăn mặc thế nào trước mặt hắn là đủ hiểu khi một cô gái không hề có một chút đề phòng nào với đứa con trai đó là một sự bi ai cả dọc đường dương quy quy không có nói lời nào trong đầu tràn ngập hình ảnh lâm lạc nhiên từ bé tới lớn. Vào cửa, nghe thấy tiếng làm thức ăn trong bếp, không có thấy thiếm trường. Cha của hắn đeo tạp về, đang xào nấu cái gì đó. Bên cạnh là một nam tử trung niên, người thẳng tắp, tay kẹp điếu thuốc, ánh mắt có phần xa xăm tan thương. Dương Quy Quy sửng sốt, lâm trú vũ reo lên. Chú hai! Dương Quy Quy nhìn cha của mình luôn chân tay bận rộn thì mới bật cười. Chả trách, cha của cháu lại chủ động xuống bếp, té ra công sứ Lâm Đại Gia Quang Lâm. Dương Bạc từ nhà bếp đi ra, cầm đũa chỉ mặt của con. Cái thằng nhóc này, con không có biết lớn nhỏ gì hết sao, thấy chu Lâm không chào cho đàng hoàng. Lâm quốc chù, xua tay, bảo Dương Quy Quy không có cần chào nữa. Chú nghe nói, cháu hiện giờ ở trường rất ngoan, tranh thủ thì lấy thành tích tốt, cha của cháu không thích cháu vào sĩ đồ đâu cháu thế nào cũng phải có cái bằng mba mới có tư cách cơ bản trong mắt ông ấy tòng thương có thể đi khắp thế gian hiện giờ cần có tầm nhìn đại cục phải có nhãn quan phóng mắt toàn cầu chứ chú lâm cháu sao so được với chú chu du khắp các nước trên thế giới cháu thích cái thành phố nhỏ này thôi có một góc là đủ rồi lâm quốc chu cười ha hả sao vậy chứ nha đầu diệp quy thường đi luân đôn làm cô gái nước anh rồi chủ nhóc tinh thần sa sút sao dương quy quy nhìn lâm quốc chu không có dám tin vào tay của mình lại nhìn cha mình mặt lạnh tanh không ngờ cái chuyện mình đã thầm yêu diệp quy thường bí mật như vậy mà lâm quốc chu lại biết xem ra cha hắn cũng không có lạ gì đây là một đả kích không nhỏ với sự tự tôn của hắn rồi đám thái tự đảng theo đuổi Diệp Quy Thường nhiều vô số. Hắn là dự bị của dự bị, hắn không có lo bị cha mình biết mình theo đuổi Diệp Quy Thường, mà lo những người cùng theo đuổi như hắn, xem thường thôi. Quả nhiên, Dương Bạc liếc mắt nhìn hắn một cái. Tuy Dương Quy Quy không có tỏ ra quá chấn động, song không có qua mắt được ông. Ông hừ một tiếng, kém cỏi. Dương Quy Quy mặt như lửa đốt, Lâm Trú Vũ đi tới cứu đồng bọn, Chú hai, chú vừa ở Nam Tư về có phải không? Kể cho cháu nghe cái chuyện đánh nhau ở đó đi. Có phải tên lửa của Mỹ chuẩn xác lắm không vậy? Chú lần này nghỉ có lâu không? Một tuần thôi, tuần sau chú đi rồi. Phải làm việc nhiều, lần này tranh thủ tới thăm mấy đứa. Lâm Quốc Chu nhìn Lâm Lạc Nhiên, khó trách khỏi vì lâu ngày không có gặp, cha con có một chút cảm giác xa lạ. Cha xem cái bản điểm gần đây của con rồi, thành tích không có tốt lắm song vẫn đáng khẳng định con còn không gian phát triển mà con có thể tiến bộ có khó khăn gì trong cuộc sống học tập cứ bàn với cha cha nói chuyện với giáo viên của con nếu mà con thấy có thể tự xử lý thì cũng được con lớn thế này rồi có thể tự quyết đó lâm lạc nhiên muốn tâm sự thỏa thích với cha không ngờ là vừa gặp mặt đã bị cha nghiêm mặt dạy bảo từ nhỏ tới lớn chưa có bao giờ khen mình lấy một câu Đến khi ngồi vào bàn cơm, Lâm lạc nhiên giả bộ tức giận. Có điều Lâm Quốc Chu thường gấp rau vào bát cho con gái, có thể thấy dưới khuôn mặt nghiêm túc này là một sự dịu dàng. Lạc nhiên, chuyến này á, cha của cháu về thực chất rất quan tâm cháu nha. Chú đã quá rõ cha của cháu rồi, vì tính chất công việc, cha cháu không có quen thể hiện cái thứ trong lòng ra mặt đâu. Dương Bạc Triều, kỳ thật, cha của cháu rất muốn biết cháu có bạn trai ở trường không? Hiển nhiên Dương Bạc báo thù con trai cái vụ khi nãy. Lâm trú vũ vỗ bàn. Ồ, oh, có đó. Trong lúc Lâm lạc nhiên, dẫu mỏ lên, liền hãy mắt. Cậu ta tên là Tô Sáng, cháu có thể làm chứng mà. Anh, đừng có nói bậy đó. Lâm lạc nhiên phản ứng như đĩa phải dồi. Lâm quất chu nhíu mày nhìn con gái. Dương Bạc cười phá lên. Té ra là Tô Sáng sao? anh đừng có nói dội, tôi chưa có bao giờ gặp chú nhóc nào thú vị đến thế nha. Điều này tôi có thể chứng thực, con gái của anh thường ngày ở nhà nói tới chú nhóc đó còn nhiều hơn là nói với anh. ví như kể cái chuyện dạy cho cậu ta chơi bóng rổ thế nào, rồi ở trường á làm ra cái chuyện gì. Trước khi mà tôi tới Hạ Hải cũng nghe nói tới tù sáng, còn cùng chú nhóc đó nói chuyện đó, chững chạc lắm, so với Quy Quy với chú Vũ còn kém xa. Giống như trước kia tôi đã nói rồi, con nhà bình thường càng xuất sắc. Lạc nhiên có con mắt nhìn người nha. Chú Dương! Lâm lạc nhiên giận dỗi, lòng rất lo cha mình. Cha cô trước nay ở nhà mặt lúc nào cũng khó đâm đâm, quản giáo nghiêm khắc, để lại bóng ma trong lòng cô. Anh cũng điên cùng với bọn nhóc sao? Lâm quất chu và một miếng cơm vào miệng, không để ý lắm. Lát nữa vào thư phòng, Tôi kể cho anh mấy cái suy nghĩ của chú nhóm này, đảm bảo anh có cái nhìn khác đó. Dương Bạc không có đùa cợt nữa, liếc mắt nhìn sang Lâm Lạc Nhiên. Cô bé này mặt hồng hồng, cực kỳ đáng yêu. Lâm Quốc Chu nhìn Dương Quy Quy cúi đầu ăn cơm. Ông ta hiểu bạn của mình lắm. Dương Bạc rất coi trọng sự phát triển con cái. Vì kích thích Dương Quy Quy lấy cột mốc để so sánh là chuyện thường thôi, liền gật đầu phụ họa. Được, lát nữa nói ăn cơm đi đã. Quyển 3, chương 67, mẹ của Đường Vũ Trong con phố ăn uống ở Hạ Hải, quán ăn cơm Trung Quốc tên là Tử Đằng, rất nổi tiếng là một chi nhánh của nhà hàng Đại Dung Thành. Là một chi nhánh của nhà hàng tại Dung Thành. Xây dựng quảng trường Tinh Hải đã tạo ra một làn sóng đầu tư. Rất nhiều doanh nghiệp có tiếng bên ngoài đang xoay tay múa chân nhân cái xu thế này xâm nhập thị trường hạ hải chỉ cần hạ hải được thông qua đánh giá thành phố du lịch sẽ càng có nhiều doanh nghiệp đổ vào thúc đẩy sự phát triển của thành phố trong quá trình này nhà mình tranh thủ được cái tài nguyên có lợi gì đây khai quật được bao nhiêu cái này phải xem tạo quá từ lúc mà đường vũ gọi một tiếng mẹ thì mục tuyền hoàn thành đánh giá tu sáng một lượt rồi nhìn thấy con gái của mình và y nắm tay nhau đi ra song vẻ mặt không có biểu hiện gì rõ ràng khác với sự lạnh lùng của đường vũ ánh mắt của một tuyền như là cái đầm sâu nhìn bên ngoài tuyệt đối không có nhận ra sự yêu ghét của bà với một người khác đoán chừng do thói quen nghề nghiệp nhiều năm mà ra làm cho bà rất nghiêm nghị nhưng mà không che giấu được dung nhan tuyệt diễm một tuyền đã gần 40 tuổi song phong thái không kém minh tình, thật sự không có dễ dàng cháu là bạn học của tiểu vũ tiểu vũ thường ngày sinh hoạt không có quy luật may nhờ cháu chiếu cố nó cảm ơn cháu để cho dì mời cháu ăn cơm nha không ngờ câu đầu tiên mẹ đường vũ nói với mình lại ôn hòa như thế tu sáng rất bất ngờ dạ cảm ơn gì cùng tới nhà hàng tu sáng tận lực thả lỏng ngồi xuống bàn qua cửa sổ nhìn cái đường phố dần tối cửa kính phản chiếu ánh đèn sáng choang bên trong cùng với khuôn mặt không có rõ ràng của bọn họ dụng cụ trên bàn rất tinh xảo cô phục vụ mặc sườn xám lụa đặt đồ ăn lên bàn không có phát ra tiếng động nào chỉ có tiếng của một tuyền nhẹ nhàng hỏi tình hình con gái gần đây ra sao mỗi ngày có uống sữa đúng giờ không buổi tối ngủ có đá chăn ra không vậy một loạt câu hỏi làm mặt của đường vũ đỏ dừ hơn dỗi nói mẹ khách trong cửa hàng ăn mặc rất là nhã nhặn lịch sự thi thoảng liếc về phía họ hai mẹ con của đường vũ ở cùng một chỗ mà không có trở thành tâm điểm chú ý hơi khó tù sáng cũng được dài ánh mắt nhìn qua ngoài cửa sổ là công trường quảng trường tinh hải lác đác ánh đèn còn mình ngồi trong nhà hàng tử đằng đây vốn là thứ dài năm sau mới có giờ đã xuất hiện trước rồi phải chăng cách bố cục của thành phố này vì y xuất hiện đang chậm rãi thay đổi sao vậy mình có thể để cho thành phố phát triển sớm hơn để sản nghiệp hoàng kim xuất hiện sớm hơn để cho một số hệ thống kinh tế tiến vào phồn dinh thúc đẩy nhiều địa phương hơn chỉ nghĩ thôi đã thấy kích động rồi người có tư tưởng vượt thời đại không ít người ôm mộng tưởng ngước nhìn bầu trời cũng không ít song chỉ có một phần rất ít trở thành bạch cư dị lý bạch đổ phủ mãi mãi ôm giữ mộng tưởng thôi. Càng ít người lớn gan thực hiện lý tưởng của mình. Rồi chỉ có vài người đứng trên được tầm cao, dược thời đại. Nghe hai mẹ con của đường vũ trò chuyện, tô sáng, tâm thần có một chút quảng hốt, như mở ra một vùng trời mới. Có lẽ gì theo đuổi quỷ tích nhân sinh của đường vũ khiến cho y sinh ra đấu chí cực lớn. Cũng có lẽ gì trước mặt đôi mẹ con quá ưu tú tới mức không có chân thật này khiến cho Y sinh ra quyết tâm phải leo lên cao, dùng mọi năng lực của mình thay đổi tất cả. Tích tắc đó, Tô Sáng nghĩ dù ưu thế trọng sinh là viên thuốc viện khiến cho người ta mê muội vì cô gái trước mặt này y sẽ nuốt nó vào. Nãy giờ nói chuyện với con gái, song ánh mắt của một tuyền chưa bao giờ thôi chú ý Tô Sáng. Bà xa nhà thường xuyên không thể không có nhờ người chú ý con gái của mình. Sao không biết gần đây chàng trai này thường xuyên tới nấu cơm cho con gái của mình. Ai chẳng có tuổi trẻ mơ mộng, ai không có năm tháng thanh xuân đang hồi ức. Xong, khi mà đi tới tầm cao nhất định của nhân sinh, quay đầu lại, nhìn những cái núi tiếc lúc còn trẻ, đa phần chỉ là hoài niệm thôi. Chỉ những người thất bại mới tiếc núi, thành công phải có đánh đổi. Chàng trai này, từ đầu lúng túng, sau đó hoang mang, rồi cuối cùng, mạnh mẽ làm cho một tuyền sinh hứng thú ánh mắt con gái của mình cũng không tệ đâu. Cháu và tiểu vũ quen nhau bao lâu rồi? Dạ, tính ra phải được 4 năm rồi. Kỳ thực nếu tính gộp cả lại thì lâu lắm rồi, trong lòng của tu sáng nghĩ. Một tuyền hơi nheo mắt lại, nhìn quét qua người của tu sáng. Ánh mắt đó làm cho tu sáng có cảm giác ở trong căn phòng ấm áp mùa đông. Đột nhiên mở ra một khe cửa hẹp. Cơn gió luôn thẳng qua ánh mắt đó khiến cho tô sáng cứng người da sởn gai ốc có lẽ do tác động tâm lý vì đó là mẹ của đường vũ mẹ bạn gái song lần đầu tiên có người khiến chỉ một ánh mắt khiến cho hắn căng thẳng đến vậy bốn năm không phải là ngắn nhưng cũng không phải là quá dài quên đi hẳn không khó không khí đông cứng đôi mắt như trăng thu của đường vũ ngay ra nhìn tô sáng Tô Sáng ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của một tuyền. Cháu sẽ quên rất nhiều thứ, nhưng mà bốn năm này cháu không có quên được, cả hai đời cũng không có thể quên được. Đường Vũ không có dám nhìn Tô Sáng, càng không có muốn nhìn Tô Sáng và mẹ của mình đối kháng. Dù dũng khí quy làm trái tim cô đập loạn nhịp. Một tuyền mỉm cười động lòng người. Cháu còn trẻ lắm, cho nên nói câu này thấy dễ dàng, kỳ thực không cần có nói gì kỳ thực không cần nói gì thời gian là thuốc độc mạnh nhất cũng là một thuốc giải tốt nhất tới một ngày cháu sống tới tuổi của dì đi cháu sẽ hiểu hai chữ hiện thực thôi tin gì đi lúc đó cháu thấy quên không phải là khó như mình nghĩ đâu tuổi trẻ khắc cốt ghi lòng song nó chỉ là đại biểu bốn chữ tuổi trẻ sốc nổi thôi sau lưng của một tuyền cũng có những câu chuyện xúc động mà kể mấy ngày mấy đêm không hết được. Bà đã từng yêu say đắm, từng đau đớn, từng khóc qua. Nhưng bây giờ nhìn lại cái chuyện đó, bà chỉ cười nhẹ. Cho nên bà không có muốn con gái của mình vì những cái chuyện đó bỏ qua bầu trời bao la hơn. Con gái của mình ưu tú thế nào, một tuyền rất hiểu. Cháu biết hiện thực. Tu sáng lắc đầu, sông con người, sống cả đời không chỉ đi quên còn để nhớ nữa lý luận ký ức là công cụ tiếp nối văn minh sao ấn tượng đấy một tuyền vẫn cười nhẹ biết đâu được một ngày nào đó lại là cháu giảng dạy đạo lý nhân sinh cho gì cũng không biết chừng rồi một tuyền quay sang nhìn đường vũ ngữ khí bình thản song không có cho phản bác vậy chúng ta nên về nhà thôi đường vũ mím môi đôi mắt buồn bã Tựa hồ đấu tranh một lúc gian nan, gật đầu. Một tuyền coi như không có nhìn thấy vẻ mặt này của con gái, bà không có làm khó chàng trai trước mặt, vì bà biết hai người trẻ tuổi gặp nhau, yêu nhau, được cùng tay nắm tay đi học là một ký ức mỹ hảo trong lòng rồi. Trong cái xã hội tàn khốc này, có tình cảm thuần khiết như thế luôn đáng quý. Bà không có muốn phá hỏng, chỉ cố gắng hạn chế ảnh hưởng của nó tới mức tối đa khi hiện thực bóp nát. Bà từng đi thăm các quốc gia châu Âu, Mỹ, Anh. Những cái bậc phụ huynh của họ rất thông suốt. Khi mà đối diện với loại chuyện này, thường lấy chuyển chỗ để kết thúc, ngăn cách không gian, vô hình trung có thể giảm bớt tổn thương của cha mẹ khi mà can dự vào chuyện của con cái. Tránh để lại ảnh hưởng tâm lý, đi nhiều, thấy nhiều, chứng kiến thế giới bao la hơn, gặp những cái chuyện đặc sắc hơn, không phải là chuyện xấu. Từ nhà hàng bước ra, gió thổi tới. Đường vũ như đã ra quyết định. Nắm lấy tay của tù sáng bóp nhẹ. Một tuyền giờ như là không thấy, mắt nhìn phía trước. Mai mình còn được nhìn thấy bạn nữa không đây? Tù sáng hơi nghẹn giọng. Đường vũ gật đầu, mở cửa xe bước vào. Một tuyền thở dài, ánh mắt nhìn tù sáng. Không còn chút nào ôn nhu quyển chuyển như nãy giờ. Chỉ có một sự lạnh lùng, ngạo nghễ càng khắc sâu khiến cho người ta nhói lòng hơn cả của đường vũ dì tiếp xúc rất nhiều người nhiều người ngay cả tên dì cũng không có hỏi từ đầu tới cuối dì không có hỏi tên của cháu là gì vì nó không có ý nghĩa gì hết dì sẽ đưa tiểu vũ đi nếu như cháu không quên được bốn năm đó vậy dì hy vọng tương lai có một ngày cháu sẽ làm gì muốn biết tên cháu tô sáng cháu tên là tô sáng tu sáng, nở nụ cười sáng lạng như tên của mình. Mong là gì nhớ cái tên này, vì có một ngày cái tên này làm cả đời dì khó quên. Một tuyền bật cười, khôi phục vẻ ôn quyển ngoài xinh đẹp trong trí tuệ. Có lẽ thế, có điều xưa nay dì không có thích đứa trẻ quá tự tin, vì nó đại biểu cho sự tự tại, quá tầm của bản thân có thể gánh giác được đó. Dì đã nhớ tên của cháu rồi, nhưng sẽ lại quên thôi, giống như là vô vàng cái tên khác. Tù sáng không hề có một chút quán hận nào với mẹ của đường vũ. Lời cuối cùng của bà nghe có vẻ như khinh thường tù sáng. Thực ra biến tướng của khích lệ, ốc sên bò chậm tới mấy cho một chút muối phía sau có thể thúc đẩy tốc độ lên nhiều. Nếu đổi lại thành bất kỳ một tình huống nào khác, mẹ của đường vũ không cần nói với mình những cái lời này. Có lẽ như bà nói, bà đã gặp quá nhiều người rồi, ngay cả tên cũng chẳng có muốn biết tô sáng không là gì bà có thể cứ vậy đưa đường vũ đi bà cần gì quan tâm tới suy nghĩ của tô sáng nhưng mà mẹ đường vũ lại nói câu ấy tô sáng chỉ cần là một chàng trai có thiên phận nhất định sẽ cắt khổ leo lên biến tức giận thành động lực dương lên mạnh mẽ quả nhiên mẹ của đường vũ tô sáng không khỏi cảm khái mẹ ưu tú như vậy chẳng trách dạy nên một cô gái đặc biệt như là đường vũ nhìn lạnh lùng nhưng mà rất tình cảm tinh tế tình cảm nhưng lại cực kỳ lý trí tu sáng mỉm cười chỉ cần là đường vũ kiên trì tình cảm của cô y không có gì phải sợ trong đại bộ phận bộ phim lãng mạn đôi thanh mai trúc mã chia tách thuở thiếu niên bao năm sau gặp lại giữa cái mùa hoa đào tung bay nhưng mà ai nấy đều đã đeo nhẫn kết hôn rồi, chỉ biết đứng xa xa, nhìn nhau, tiếc nuối và thương cảm. Tô Sáng biết lần này chia tay với đường vũ chỉ là tạm thời thôi. Đợi lần sau gặp lại, mình sẽ niết bàn, dùng tư thái chói mắt, tiến thẳng vào quỷ tích nhân sinh của nàng. Bởi vì chưa mạnh, cho nên cần phải mạnh hơn nữa. Tô Sáng quyết định nuốt vào một viên thuốc viện trùng sinh. Nếu thành công, chắc chắn là phải thành công, y sẽ xóa bỏ toàn bộ trói buộc gông xiền trên người như phượng hoàng phá kén, dương rộng đôi cánh. Các bạn vừa nghe xong tập 29 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.